chào các chị. Một cái mẫu đầm xòe rất là xinh em đang mặc trên người có. Nói chung là đầm này bên em vừa mới về có rất là nhiều màu, nhưng mà hiện tại em đang mặc trên người là màu đen ha. Màu đen thì chắc chắn là các chị em thấy ai cũng thích màu đen hết. Tại vì màu đen mà thứ nhất nó sẽ che được khuyết điểm nè, thứ hai nhìn rất là gọn người, và thứ ba là nhìn rất là tôn dáng. Tại vì những chị nào mà tròn người mặc cái này vô á thì nhìn người mình rất là mảnh mai ha. Và thiết kế của cái đầm này cũng rất là xinh các chị. Form xòe nè, rồi ở đây ngang ngực nó sẽ có đắp chéo cũng như là có xếp ly, tạo cảm giác như là cái vòng một của mình nó rất là đa đặn. Thêm một phần nữa là cái phần tay nè, phần tay nó sẽ có một cái hai cái bèo cho các chị, hai cái bèo tầng ha. Mình mặc nhìn cái che được khuyết điểm, là những chị nào mà bắp tay bự á thì mặc nó sẽ kiểu như là nhìn nó rất là gọn. Lại gần cho mọi người xem nha, đây nè, rồi các chị thấy rõ không? Và phần sau nó sẽ có một cái thắt lưng cho các chị luôn, có một cái thắt lưng đây các chị ha. Rồi cái thắt lưng này các chị có thể tháo rồi, một là mình cột ở phía sau, hai là cột phía trước cũng được. Và còn nhiều màu nữa thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu tiếp theo. Còn các chị mà muốn biết tất cả các màu á thì cứ nhắn tin cho bên em ha. Rồi đợi em chút xíu nha. Một cái màu tiếp theo cũng cực kỳ xinh luôn đúng không các chị? Em đang mặc cho người thì màu này là màu xanh rêu nè. Lúc nãy em mặc cho các chị xem màu đen, còn cái màu này là màu xanh rêu, và còn một cái màu nữa là màu đỏ đô. Thì những chị nào mà muốn xem cái màu đỏ thì các chị chỉ cần chấm cho em một chấm thôi, rồi bên em sẽ gửi ảnh cho các chị coi ha. Và hiện tại trong clip này thì em sẽ mặc hai màu cho các chị xem. Bây giờ thì em không có phối thắt lưng nha các chị, thì các chị có thể tùy các chị thôi, thích thì mình phối thắt lưng vô, không thì thôi ha. Rồi lại gần cho các chị xem cái phần ngực nè, cũng như là cái phần eo, dễ thương cực kỳ nha các chị. Phần tay thì nó sẽ có hai tầng, nó xòe giống cái màu đen đầu tiên em mặc thôi, che được cho các chị là cái bắp tay nè, rồi hả cái cổ là cổ tim đắp chéo, nhưng mà nó không có, kiểu như nó không có sâu á các chị, cho nên các chị nào mà không thích sexy hoặc là không thích quá kín thì mình chọn cái mẫu này. Em thấy cái kiểu này kiểu như nó rất là lịch sự nè, nhưng mà nó sang trọng và nó dễ thương nữa. Form xòe nó che khuyết điểm cực kỳ luôn. Những chị nào mà có cái phòng bụng phòng ba mình đó, nó hơi lép nè, hoặc là mình có bụng thì mặc cái này vô nó sẽ che được khuyết điểm, cũng như nó sẽ tạo cho cái dáng cũng cái dáng của mình đó nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi mã sản phẩm em để ngay bên dưới. Chị nào ưng cái này hoặc là muốn xem tất cả các màu thì để lại cho em mã sản phẩm và số điện thoại để bên em chốt đơn giao hàng và tư vấn cho các chị ha. Đầm này các chị có thể mặc được khoảng từ 55 kg đổ lại, tùy vào cái chiều cao nha. Rồi cảm ơn các chị.